Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ban ngành có liên quan. Hiện nay cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số, trong đó khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Năm 2023, công tác người cao tuổi được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật và hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ toàn diện. Việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đã có 14 tỉnh thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định. 32 tỉnh thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó phần lớn là người cao tuổi. Đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đề nghị các bộ ngành, cơ quan ở trung ương tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, quan tâm công tác kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi, tập trung vào nội dung phát huy vai trò chế độ chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Chiều nay, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù vùng kinh tế xã hội, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua văn bản tổng hợp các ý kiến đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, báo cáo sự cần thiết và nội dung đề xuất đối với cơ chế chính sách đặc thù về thu hút đầu tư, khai thác vận hành bến cảng Trần Đề, về đầu tư dự án cấp nước, cấp vùng, quy hoạch thành phố Sóc Trăng trở thành trung tâm kinh tế chuyên ngành. Các đại biểu tiếp tục trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, kiến nghị cơ chế chính sách đặc thù thu hút đầu tư, khai thác vận hành bến cảng Trần Đề. Còn đối với các đề xuất kiến nghị còn lại, cũng có thể tiếp tục trình. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm thông tin, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, nội dung đề xuất rõ ràng cụ thể. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất đề xuất lập đề án tổng thể đầu tư cho cảng biển Trần Đề và giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề án. Còn đối với đề án phát triển thành phố Sóc Trăng thì thực hiện theo nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị và quyết định số 287 của Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án. Cũng trong chiều nay ngày 12 tháng 3, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng về dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành có liên quan của tỉnh. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo được giao cho chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện 3. Đây là dự án đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp 2, chiều dài khoảng 102,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến năm 2026. Đến thời điểm này, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, đã hoàn thành khảo sát thực địa, lấy mẫu môi trường, hệ sinh thái biển. Ông Lâm Hoàng Nghiệp khẳng định đây là một dự án quan trọng của quốc gia để phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ các đơn vị, bộ, ngành có liên quan trong thời gian qua và cam kết tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai và đưa vào sử dụng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận các kiến nghị và đề nghị đơn vị đầu tư đảm bảo hài hòa trong công tác giải phóng mặt bằng và đúng quy định pháp luật để sớm triển khai dự án. Sáng ngày 11 tháng 3, Đại tá Trần Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị thông qua nội dung dự thảo ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú và Châu Thành năm 2024. Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú và Châu Thành được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.
Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ, xác định hình thức thực binh A2, thực binh A. Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Quốc Khởi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hoàn chỉnh nội dung thông qua ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trình Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt, triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Đại tá Bùi Quốc Khánh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến làm việc với Công an huyện Long Phú. Năm 2024, Công an huyện Long Phú xây dựng kế hoạch với mục tiêu yêu cầu nắm chắc, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị xã hội, không để bị động bất ngờ, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác tấn công trấn áp tội phạm. Đại tá Bùi Quốc Khánh yêu cầu Công an huyện Long Phú chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng lực lượng công an xã thị trấn, công an xã bán chuyên trách, phối hợp xây dựng 4 trụ sở công an cấp xã.